Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay mà có chủ đề mới của chúng ta sẽ là vũ trụ muốn tâm sự điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 10 mới mẻ này. Và đây những trò bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 con số tượng trưng cho 3 tụ bài. Các bạn cũng có thể chọn những cái thẻ bài màu ha trong mỗi cái tụ bài. 27 là tụ 1, 19 là tụ 2 và 24 là tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Rồi bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn con số 27 ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi vũ trụ muốn tâm sự điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 10 đầy mới mẻ này. Và đây những trò bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người có những cái suy nghĩ mới mẻ, là những người độc đáo, sáng tạo, là những người cũng thông minh ha. Và các bạn cũng rất là hòa đồng, các bạn cũng thân thiện, các bạn cũng thích giao tiếp, giao tế với mọi người. Và các bạn cũng là một người rất là đam mê học hỏi. Mình thấy các bạn là những người đang trong giai đoạn gọi là ước mơ một cái điều gì đó ha, đang trong giai đoạn là cầu nguyện cùng với vũ trụ để bạn có thể thực hiện hóa ước mơ của bạn. Thì mình thấy các bạn là những người lạc quan, tích cực, các bạn là những người biết chia sẻ, nâng đỡ người khác. Hoặc mình thấy ở đây các bạn là những người có khả năng là mang cái nguồn năng lượng rất là thuần khiết. Thì mình thấy trong cuộc sống của bạn á, bạn luôn sống một cách chân thành và luôn biết kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình và sống một cách khiêm nhường. Thì có khả năng là ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật nếu bạn luôn gọi là hành động cho những cái ước mơ của bạn ha, một cách vững vàng vững chãi. Mình thấy thì một số bạn, các bạn cũng có cái thời điểm mà các bạn cảm thấy rất là tuyệt vọng, chán chường, cảm thấy như là mọi thứ có một cái sự nó không có diễn tiến như ý bạn mong muốn. Hoặc là bạn luôn có những cái suy nghĩ không cảm thấy tự tin ở bản thân. Hoặc là các bạn luôn có những cái sự gọi là bi quan trong cuộc sống này. Thì mình thấy thì bây giờ các bạn nên thay đổi bản thân mình đi. Thay vì dành thời gian để ngồi đó u buồn, u sầu về những chuyện không đáng, thì hãy bắt tay vào làm việc, vào học hỏi, vào nâng cao cái kiến thức của bạn. Thì khi mà bạn tập trung vào những cái sự tích cực nhất, tập trung vào những cái hành động cụ thể nhất, thì bạn sẽ tạo ra một cái bước đột phá mới cho cuộc sống của bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem coi vũ trụ muốn tâm sự điều gì với bạn trước khi bước vào cái tháng 10 mới mẻ này ha. Mình thấy vũ trụ muốn nói với các bạn rằng đây là một cái tháng để các bạn nên tập trung vào công việc sự nghiệp của bạn trên hết ha. Mình thấy vũ trụ thấy rằng các bạn ở đây
thì trong cái tháng 10 này bạn sẽ thu hút được những đối tượng tiềm năng, những người đến để có thể giúp đỡ, chia sẻ lời khuyên hoặc là kinh nghiệm cho bạn. Và bạn cần phải biết gọi là tập trung vào làm việc, tập trung nâng cao cái tay nghề, cái kỹ năng, cái sự khéo léo, cái sự tỉ mỉ và đam mê học hỏi ở đây. Đồng thời á, mình thấy thì vũ trụ muốn nói với bạn rằng bạn cần phải luyện tập về cái vốn ngoại ngữ của bạn, nên có một cái sự cởi mở hơn ha, nên gọi là biết giao lưu những cái điều mới trên trang mạng chẳng hạn, những cái phương thức mới, những cái cách thức mới trong công việc liên quan đến những cái lĩnh vực mà bạn đang có một cái sự đam mê. Đồng thời mình thấy vũ trụ muốn khuyến khích các bạn hãy là một người có tầm nhìn xa hơn cho tương lai của mình. Và cuộc sống của bạn đang hoàn thành một cái chương cũ cuộc đời rồi, đang mở ra một chương mới với những cái sự gọi là tươi vui hơn, những cái giai đoạn bạn trở nên tích cực hơn, bạn phát triển hơn, bạn mạnh mẽ hơn và bạn ngày càng có một cái sự nâng cấp bản thân hơn. Bạn là người sẽ ôm cả thế giới trong tay, ôm cả cái vận mệnh cuộc đời của bạn trong tay bạn. Và khi mà các bạn có những cái hướng suy nghĩ nhìn về tương lai của bản thân và biết gọi là tập trung để phát triển bản thân, thì vũ trụ cho bạn biết rằng tương lai của bạn sẽ rất là sáng ha, có khả năng là công việc của bạn nó có một cái sự lan tỏa những cái niềm tích cực cho những người xung quanh bạn, và một số bạn các bạn có khả năng xây dựng cái cộng đồng riêng cho bạn luôn ha. Đồng thời vũ trụ muốn nói với bạn rằng á, thì các bạn có khả năng, đối với những bạn mà các bạn đang trong giai đoạn tìm kiếm công việc á, thì các bạn sẽ nhận được một cơ hội công việc mới, và cái công việc này sẽ liên quan đến yếu tố nước ngoài. Vì vậy cái vốn ngoại ngữ của bạn là một cái điều tối ưu cần thiết trong giai đoạn này ha. Và hãy có một cái sự gọi là hướng tới những cái điều mới mẻ, hãy có sự vô tư hồn nhiên hơn, hãy có một sự tự tin ở bản thân mình và khát khao chinh phục đỉnh cao của bạn. Đồng thời hãy vứt bỏ những gánh nặng trong tâm trí của bạn đi, vì đây là cái thời khắc để bạn có thể gọi là tạo nên những cái nền tảng mới, những cái nền móng mới cho cuộc sống của bạn, xây dựng ước mơ của bạn. Đồng thời vũ trụ muốn nhắc nhở các bạn rằng hãy có một cái sự cân bằng điềm tĩnh thôi, đừng quá gọi là gấp rút vội vã ở đây ha. Giống như cô gái này, nếu mà cô ta không cân bằng, cô ta gấp rút vội vã là rất là dễ bị té ha. Thì hãy giữ cho mình một cái sự điềm tĩnh như một diễn viên xiếc như thế này. Và hãy có kế hoạch, có cái đường hướng chi tiết tỉ mỉ cho bản thân của bạn. Và biết gọi là chuẩn bị cho những cái sự gọi là tình huống đến với cuộc sống của bạn. Và luôn nâng cao cái thể trạng của bạn, nâng cao cái sự linh hoạt, cái gì sự giỏi ứng biến của bạn ha. Và bạn là một người có tiềm năng, bạn có khả năng làm được tất cả mọi thứ mà bạn mong muốn nếu bạn quyết tâm. Và bạn có khả năng làm được những gì mà người khác không làm được ha. Đồng thời mình thấy vũ trụ muốn nói với bạn rằng á, có khả năng mà sẽ có sự phân vân giữa hai sự lựa chọn. Tuy nhiên hãy chọn một cơ hội nào mà bạn cảm thấy mình có khả năng phát triển rộng mở hơn nữa. Bạn là một người có tài năng và tài năng của bạn nó sẽ ngày càng nâng cấp qua cái trải nghiệm trong cuộc sống. Đừng tự giới hạn bản thân của mình ở những cái vùng thấp hơn ha. Hãy cố gắng kiên trì bền bỉ để xây dựng một cái tương lai cao cấp hơn cho bạn. Và hãy đam mê học hỏi, hãy tìm tòi nghiên cứu và phát triển nâng cao cái sự nhiệt huyết, cái sự sáng tạo, cái sự năng động tự tin ở bản thân mình. Và xem xét kỹ lưỡng tỉ mỉ từng vấn đề mà bạn được chia sẻ ở đây. Và hãy có sự chú tâm, có sự tập trung vào công việc ước muốn của bạn. Và nếu mà bạn trong giai đoạn này, bạn được khuyến khích là hãy có một cái sự gọi là vô tư, nhưng mà phải có một cái sự nhìn rõ ràng đường đi nước bước. Không thôi nếu mà bạn không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng là rất là dễ bị sụp hố ở đây ha. Và vũ trụ muốn nói rằng bạn cực kỳ sáng tạo ha. Bạn có khả năng phát triển theo nhiều hướng nữa, tuy nhiên hãy tập trung một điều thôi. Và khi bạn phát triển cái điều đó rồi thì những cái cơ hội mới nó sẽ mở ra trong cuộc sống của bạn. Giống như anh này, anh đội nón và có nhiều nhiều cái tua rua này ha. Thì bạn giống như vậy đó, bạn có nhiều cái tiềm năng bạn phát triển ở đây. Bạn phát triển được một lĩnh vực rồi thì có khả năng là bạn sẽ khai mở thêm những cái tài năng khác của bạn.
và hãy biết nắm bắt cơ hội, thời cơ đến với cuộc sống của mình một cách vững vàng. Đừng chừng chân mỏi gối, đừng có một cái sự thụ động nữa. Đây là thời điểm để bạn hành động cho tương lai của bạn rồi ha. Một số bạn, các bạn được vũ trụ nhắc nhở là hãy dành thời gian để đi dạo, đi hít thở không khí trong lành, để tìm thấy cái sự an yên cho bản thân của mình. Đừng quá vùi đầu mình trong công việc. Đôi khi những lúc mà bạn cảm thấy bức bối, khó chịu, bạn đi ra ngoài, bạn hít thở không khí trong lành, bạn gọi là loại bỏ những cái điều tiêu cực ra, thì bạn mới có thể tìm ra được cái hướng rõ ràng, sâu sắc cho cái vấn đề của bạn ha. Và bạn sẽ tạo nên kỳ tích cho cuộc đời của mình trong tháng 10 này nếu mà bạn biết nắm bắt cái thời điểm thuận lợi này ha. Đồng thời các bạn được khuyến khích hãy giữ cho mình một cái sự trung thực, uy tín và có một cái sự gọi là biết kết nối với trực giác của bạn trong giai đoạn này. Đôi khi những cái sự bức rứt, khó chịu đó là do chính cái trực giác của bạn đang mách bảo với bạn là những điểm mà bạn đang đi nó chưa đúng hướng ha. Và hãy luôn vui vẻ, biết ơn và mỉm cười với cuộc đời này ha. Khi mà bạn đương đầu với sóng gió trở ngại với một cái tâm thái bình tĩnh, hồn nhiên vui tươi nhất, thì cuộc sống của bạn nó sẽ không có rơi vào nghịch cảnh nữa, mà bạn sẽ có một cái sự thay đổi được cái góc nhìn của bạn, và cuộc đời của bạn sẽ trở nên gọi là thú vị hơn rất là nhiều ha. Và cuộc đời này chính là cái sân khấu của bạn ha. Được mọi người ngưỡng mộ tung hô hay là có một cái sự thất bại là do chính bạn quyết định mà thôi. Cho nên hãy kiên cường, hãy mạnh mẽ, hãy tinh tế và hãy có một sự chấp nhận những cái thử thách đến với cuộc sống của bạn. Đôi khi nhờ có thử thách mà bạn mới biết được bạn mạnh mẽ đến cỡ nào và giỏi giang đến cỡ nào ha. Và bạn không hề đơn độc, thần thánh luôn ở bên bảo bọc che chở cho bạn và luôn mách nước cho bạn khi mà bạn đang làm việc và bạn có những cái ý tưởng nào đó nó nảy sinh trong cái tâm trí của bạn, thì đó có nghĩa là do thần thánh đang mách bảo bạn phải làm hướng này thì mới đúng, như vậy ha. Còn những bạn nào các bạn đã theo đuổi đúng cái công việc dành cho bạn rồi, thì bạn sẽ có khả năng phát triển thêm một cái hướng mới, một cái lĩnh vực mới, tài năng mới của bạn. Và bạn có khả năng gọi là thành công trong cái lĩnh vực này ha, nếu mà bạn có sự đồng tâm hiệp lực với những người đội nhóm, với người cùng chung chí hướng với bạn, cùng nhau xây dựng một cái đế chế vững mạnh, thì có khả năng mọi thứ được diễn ra một cách suôn sẻ như ý của bạn. Tuy nhiên phải có cái kế hoạch rõ ràng, chiến lược rõ ràng cho cái dự án này ha. Và đừng có sợ gọi là sợ rủi ro ha. Hãy cố gắng gọi là tìm hiểu thêm thông tin kiến thức cho bản thân để bạn có một cái sự hiểu biết sâu sắc tỉ mỉ từng đường đi nước bước, thì mọi rủi ro thách thức nó chỉ là những cái điều nhỏ nhặt đối với bạn. Khi mà bạn đã biết tận tường cái đường đi nó như thế nào rồi, thì bạn sẽ biết cách tránh nó và bạn biết cách gọi là xử lý nó một cách rất là tinh tế và khéo léo ở đây. Và có khả năng cái công việc, cái dự án mới này nó sẽ giúp cho bạn có một cái sự gọi là phát triển mạnh mẽ và mang tính toàn cầu hơn nữa ha. Bạn sẽ được nhiều người biết tới và bạn sẽ thu hút được những đối tác tiềm năng đến với bạn. Và công việc của bạn nó sẽ có một cái sự ngày càng thăng tiến, ngày càng đi đến cái đỉnh cao danh vọng hơn nữa Nhưng hiện tại bây giờ là cái thời điểm quan trọng nhất, là bạn hãy xây dựng nền tảng kiên cố trước đã. Và đừng quá gọi là vụt tốc thì bất đạt nha. Hãy cố gắng kiên nhẫn, kiên trì, bền bỉ và dẻo dai ở đây. Và những người mà có cùng tần số năng lượng với bạn, những người có cùng chung chí hướng với bạn, họ sẽ ở luôn ở bên bạn hỗ trợ, giúp đỡ cho bạn. Tuy nhiên bạn, nếu mà bạn luôn cảm thấy gọi là một mình, thì bạn cảm thấy bạn không thể xoay sở được nữa, thì hãy xin sự giúp đỡ từ họ. Mình thấy họ rất là sẵn lòng để có thể cho bạn lời khuyên hoặc là góp ý cho bạn cái từng cái bước đi ha.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, là như vậy. Và lá bài này cho thấy rằng đã đến lúc để bạn chữa lành, kết nối, hàn gắn và giải phóng những cái nỗi đau, những cái sự gọi là tiêu cực trong quá khứ và bắt đầu một cái chu kỳ mới trong cuộc sống rồi. Một cái sự thay đổi chân thành đang ở phía trước, đã đến lúc chữa lành vết thương cũ với mọi người và hoàn cảnh. Đã đến lúc phải tha thứ và buông bỏ quá khứ. Hãy làm bất cứ điều gì bạn cần làm để sửa đổi và sau đó hãy để mọi thứ nó trôi qua. Nếu có bất cứ điều gì chưa được giải quyết trong cuộc sống của bạn, hãy thực hiện các bước để khôi phục và hòa giải. Bạn thậm chí có thể cần phải đốt cháy những cây cầu phía sau bạn, chữa lành những cái rạn nứt trong chính bạn, giúp những người khác đi qua những cây cầu trong cuộc sống của họ. Hãy đốt cháy những cái muộn phiền, những cái sự tiêu cực, những cái nỗi ám ảnh trong quá khứ của bạn đi, thì bạn mới có khả năng gọi là giữ cho mình một cái tâm thái bình an nhẹ nhàng để cuộc sống của bạn trở nên gọi là phát triển hơn nữa. Và các bạn được khuyến khích hãy thanh lọc bản thân và môi trường xung quanh để đạt được cái sự hoàn thiện. Làm sạch cái môi trường xung quanh của bạn, dọn dẹp cái sự lộn xộn để giải phóng những cái niềm tin cũ, những năng lượng trì trệ, những phiền muộn mà bạn có thể đã tiếp thu, thì bạn cần phải tẩy rửa và thanh lọc bản thân và ngôi nhà của mình. Bỏ đi những thứ cũ kỹ không có dùng đến nữa. Ăn nhạt hơn và hãy uống nước nhiều hơn. Đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Và đồng thời có một cái sự ngâm mình trong nước. Hoặc là các bạn có thể là gọi đầu hay gì đó, thì sẽ giúp cho bạn có một cái sự gọi là đẩy trôi những cái muộn phiền, những cái sự gọi là bức bối trong tinh thần của bạn. Khi mà bạn thanh lọc bản thân thì bạn trở thành một kênh ánh sáng rõ ràng hơn, và do đó bạn biết được cái hướng đi nào là tốt nhất cho cuộc sống của mình. Ngoài ra, cái ánh sáng lấp lánh của bạn sau đó có thể giúp chữa lành và hỗ trợ rất là nhiều người. Và bạn đang ở chính xác cái nơi mà bạn cần đến rồi. Ngay cả khi mà bạn không có ý thức về nó, ngay cả khi bạn không có tất cả câu trả lời, bạn hãy tiếp tục tiến về phía trước với một cái trái tim rộng mở. Nếu bạn không rõ mọi thứ ở phía trước sẽ như thế nào, và bạn không biết là mình đang hướng tới đâu, thì hãy tiếp tục tiến về phía trước. Làm những gì cảm thấy đúng. Và có sự thôi thúc của trực giác và trái tim của bạn. Thay vì mất tinh thần vì bạn đang ở trong một cái giai đoạn mà cảm thấy như là bị mất phương hướng, thì hãy ăn mừng vì bạn đang mở rộng và phát triển những cái bước tiến nhảy vọt cho cuộc sống của mình. Một số bạn dạo gần đây hay thấy số 111, đó là một cái sự khởi đầu mới, một cái tương lai tươi mới hơn, một con đường mới dành cho bạn. Những cái sự phát triển mới mẻ hơn, nó không còn lưu luyến những cái ám ảnh cũ nữa. Và các bạn được khuyến khích là đừng ở trong quá khứ nữa. Đừng giới hạn bản thân mình nữa. Hãy bước đi, vươn mình ra ánh sáng, phát triển bản thân của mình và cho mọi người thấy được cái tài năng, cái sự gọi là nâng cấp của bạn. Và hãy biết lắng nghe con tim của bạn, cái sự thôi thúc từ bên trong bạn. Vì bạn đang được ơn trên truyền tải cái năng lượng xuống cho bạn có sự gọi là sáng tạo hơn, thông thái hơn, hiểu biết hơn, nâng cấp hơn, tự tin hơn rất là nhiều.
thì hãy sử dụng những món quà mà ơn trên đem đến cho bạn một cách tốt nhất để thay đổi cuộc đời của mình theo hướng tích cực nhất. Và cái sự việc mà bạn đang hỏi có thể sẽ xảy ra không như những gì mà bạn tưởng tượng. Đó có thể là do cái sự kiện của bạn sẽ xảy ra thêm một khía cạnh khác, hoặc là những gì bạn đang hỏi cơ bản sẽ không phải là điều tuyệt vời nhất dành cho bạn. Hãy tập trung vào việc lựa chọn những tiềm năng khác cũng như thử quan sát những cơ hội, đồng thời sẵn sàng trải nghiệm một kết quả độc đáo và có yếu tố kích thích hơn những gì mà bạn đã lên kế hoạch cho bản thân của mình. Ha. Và đôi khi những cái điều thử thách trong cuộc sống của bạn, bạn cảm thấy chán chường, thất vọng với hoàn cảnh hiện tại, nhưng mọi thứ nó sẽ có một cái ý nghĩa sâu xa hơn và giúp cho bạn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và sau đó bạn có thể sẽ tìm thấy cái kho tàng quý báu từ trong những cái thử thách đó. Ha. Những mối quan hệ đối tác đẹp đẽ và chân chính đang đến với bạn và họ luôn ở bên cạnh bạn để giúp đỡ cho bạn. Đồng thời thì bạn đang trong giai đoạn đồng sáng tạo với thần thánh để có thể hiện thực hóa cái ước mơ của bạn rồi. Và bạn hãy biết rằng bạn không bao giờ đơn độc trên con đường của mình. Và hãy hợp tác với thần thánh bất cứ khi nào bạn cần giúp đỡ. Ha. Và tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống của bạn có sự liên minh hài hòa ở đây, tình bạn, gia đình, kinh doanh và có khả năng là cái sự lãng mạn nữa. Thì ở đây những cái giá trị mà bạn sẽ nhận được trong tương lai đó là một cái sự gọi là mở mang, mở rộng cái cộng đồng của bạn, mở rộng cái mối tình thâm giao giữa bạn và những người xung quanh bạn. Có một sự kết nối hòa hợp hơn rất là nhiều. Và cái sự cộng hưởng này sẽ đem đến những cái điều tích cực, những kết quả rạng rỡ nhất cho bạn và những người xung quanh của bạn. Ha. Và đây là một cái điềm báo rất là tích cực. Và bạn được nhắc nhở rằng hãy chú ý đến cách bạn đối xử với mọi người và lưu tâm đến nhận thức của bạn, ngay cả đối với những người khốn cùng nhất. Nếu bạn thấy những người khác thành công và dồi dào, và hành động như thế, bạn tin rằng họ là một người có giá trị. Ha. Bạn tôn trọng họ. Bạn thúc đẩy tinh thần, nâng đỡ tinh thần cho họ. Và có sự động viên cho họ. Ngợi khen họ. Thì những lời chúc phúc xung quanh cuộc sống của bạn sẽ được đảm bảo ở đây. Niềm tin của bạn vào người khác có giá trị lớn hơn những gì mà bạn có thể hiểu. Và sẽ đảm bảo thành công của bạn lâu dài. Bạn hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể giữ lại những gì mà bạn sẽ cho đi. Ha. Bạn cho đi niềm tin thì bạn sẽ gặt hái niềm tin. Bạn cho đi hy vọng sẽ gặt hái được hy vọng. Bạn cho đi lòng tốt, bạn sẽ gặt hái được cái lòng tốt. Ha. Cho đi là còn mãi, ha. Chứ không có một sự gọi là mất đi đâu. Và vũ trụ muốn nhắc nhở bạn rằng bạn hãy mở ra cái khả năng sáng tạo sâu bên trong của bạn và lưu tâm đến những suy nghĩ và hành động của bạn. Cả hai đều đang ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài của bạn. Hãy hành động tiếp tục vì mục tiêu của bạn. Ha, hãy thu hút sự may mắn, thu hút cái sự thành công đến với cuộc sống của bạn bằng việc cố gắng tiến về phía trước và đừng bỏ cuộc. Vì vũ trụ sẽ mang đến một cái kết hoàn hảo nhất cho định mệnh của bạn. Hãy truyền cảm hứng và hãy giúp đỡ cho những người khác, nâng đỡ, tức họ có một sự tích cực ở đây, ha, đồng thời có sự cộng hưởng năng lượng với những người cùng chung chí hướng với bạn, tạo ra một cái điều mạnh mẽ, những cái sự thành công lớn cho cuộc sống của bạn. Và bạn hãy biết rằng cái dòng sông ân sủng dồi dào và hạnh phúc rộng lớn đang mở ra cho bạn. Bản thân của bạn có trái tim thiêng liêng, một trái tim được kết nối với tất cả những người khác và mọi thứ, và cả cái năng lượng sáng tạo vô biên. Sức mạnh phi thường này luôn sẵn sàng dành cho bạn.
đã đến thời điểm để bạn có khả năng gọi là bung tỏa nó ra rồi. Cơ hội đang chờ đợi và những kết nối tuyệt vời luôn có sẵn cho bạn. Cái ý thức vĩnh cửu đồng tạo ra tất cả thực tại phù hợp với mong muốn chân thành của chính bạn. Đây là lúc để tập trung năng lượng của bạn vào đó và bằng cách tạo ra cho mình một cái bản đồ kho báu hoặc là một cái chiến lược, một cái tầm nhìn chứa đầy những hình ảnh tươi sáng, viết ra ý định thu hút rõ ràng hoặc hướng các thiên thần của bạn thực hiện ý định của bạn đến thế giới tràn đầy năng lượng. Và vũ trụ đang chờ đợi bạn và sẵn sàng đáp lại những cái sự mong muốn từ bạn nếu mà bạn cầu xin các ngài và bạn hành động, nỗ lực và tích cực, thì một cái tương lai tươi sáng, một cái ân sủng dồi dào đang đổ ngập vào cuộc sống của bạn rồi. Và ánh sáng của các thiên thần đang gọi là lan tỏa trong cuộc sống của bạn rồi. Bạn đang có một cái sự kết nối mạnh mẽ với các ngài. Đồng thời thì thiên thần sẽ ban cho bạn một cái nguồn cảm hứng vô cùng quý giá nếu bạn đang thực hiện một dự án sáng tạo. Hoặc là nếu bạn chỉ cần một số ý tưởng mới về một cái vấn đề cũ, thì thiên thần sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Ngài sẽ kết nối bạn với năng lượng vũ trụ và thông tin Akashic tồn tại xung quanh bạn. Vì vậy hãy kêu gọi thiên thần giúp bạn loại bỏ bất kỳ cái sự nhầm lẫn đen tối nào đang ở phía sau và mang lại cái sự hiểu biết sâu sắc mà bạn cần lúc này. Và ngọn lửa của vũ trụ chắc chắn sẽ thắp sáng cuộc đời của bạn. Và đồng thời các thiên thần sẽ hỗ trợ cho bạn trong các vấn đề về tình yêu, sự hàn gắn, con cái và các mối quan hệ. Vì vậy hãy mời sự hiện diện của Ngài để giúp bạn giải quyết các vấn đề về tình yêu và mối quan hệ của bạn và mang lại cái sự chữa lành về thể chất mà bạn mong muốn. Năng lượng của thiên thần đang rất là mạnh mẽ và bạn sẽ nhận được phép lạ từ các ngài. Và bạn hãy ngay lập tức biết rằng đã đến lúc mở rộng trái tim và cuộc sống của bạn để đón nhận sự hỗ trợ yêu thương từ các thiên thần. Và phép màu đang gọi là tìm kiếm bạn, đang đến với cuộc sống của bạn gần hơn những gì bạn nghĩ. Và happy success, một cái sự thành công vô cùng gọi là hạnh phúc rực rỡ sẽ lan tỏa trong cuộc sống của bạn. Đồng thời, bạn sẽ có một cái khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và dồi dào. Điều này có thể thể hiện dưới hình thức mở rộng cái sự giàu có, tình yêu hoặc là kinh doanh đạt được cái thành tựu. Và điều ước của bạn sẽ trở thành sự thật như ý bạn mong muốn, vũ trụ có sự khẳng định điều đó. Vì vậy hãy mở lòng đón nhận thành công trong trái tim của bạn và hạnh phúc đã có trong cuộc sống của bạn và sẵn sàng cho nhiều điều sắp tới. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những bạn đã chọn con số 19 ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi vũ trụ muốn tâm sự điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 10 mới mẻ này. Và đây những trao bài chung, năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Mình thấy một số bạn tụ 2 ở đây có vẻ như là các bạn đang trong giai đoạn rất là buồn bã, chạm đáy nỗi đau. Một số bạn thì mình thấy có khả năng là các bạn đã từng có một cái tình yêu rất là đẹp, có sự ngọt ngào, chân tình, thấu hiểu nhau. Nhưng mà mình thấy bây giờ đó chỉ là cái hoài niệm cũ thôi. Mình thấy bạn có một cái sự tổn thương, có sự tiếc nhớ, buồn bã, mất mát và cảm thấy vô cùng gọi là đớn đau và vô cùng gọi là chán chường, tuyệt vọng, bất lực ha. Thì đây là một cái năng lượng chung. Nếu bạn nào cảm thấy không hợp với bạn thì bạn có quyền bước ra và chọn một cái tụ bài mới dành cho bạn nha. Và bây giờ mình sẽ xem coi
Vũ trụ muốn tâm sự điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 10 mới mẻ này? Vũ trụ muốn nói với bạn rằng á, Ngài biết bạn đang rất là đau khổ. Có một cái ngọn núi lửa đang phun trào trong cái cuộc sống của bạn. Bạn đang cảm thấy vô cùng tổn thương và buồn phiền về những điều đã xảy ra. Nhưng bạn hãy nhớ rằng bạn không hề đơn độc ha. Thần thánh luôn ở bên hỗ trợ. Vũ trụ luôn ở bên có một cái sự gọi là nâng đỡ an ủi cho bạn ha. Bạn được bao bọc, bạn được bảo vệ bởi thần thánh ở đây. Và đồng thời, những ước mơ nguyện vọng của bạn sẽ được thắp sáng, sẽ được trở thành sự thật ha, một cách rất là mạnh mẽ, như là ngọn núi lửa phun trào này vậy đó ha. Đồng thời, bây giờ là cái thời điểm mà bạn hãy biết lùi vào cái bên trong của bạn, yêu thương bản thân của bạn, trân trọng giá trị, trân trọng những cái niềm tin, trân trọng cái màu sắc riêng của bạn. Bạn là một người độc nhất vô nhị ha. Và bạn chỉ có một trên đời này mà thôi. Cho nên bạn là một người vô cùng quý giá, và vũ trụ có sự nâng niu yêu thương bạn, và có sự gọi là luôn ở bên bạn để có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn. Nếu như bạn cảm nhận cuộc sống của bạn luôn có những cái sự gập ghềnh khúc khỉu như thế này, thì những điều này nó sẽ góp phần tạo ra một cái bó hoa vô cùng xinh đẹp, thuần khiết và trong trắng ở đây ha. Đừng tự đánh giá thấp bản thân của mình, đừng gục ngã, vì tương lai của bạn sẽ còn rất là sáng ha. Vũ trụ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn, nuôi dưỡng ý chí nghị lực của bạn, để cuộc sống của bạn có những cái sự đổi mới, phát triển ngày càng có một cái sự gọi là nâng cấp hơn nữa. Đồng thời, những ước mơ nguyện vọng của bạn thì bạn có khả năng giành được cái thành công, giành được cái ước nguyện, và bản thân bạn có khả năng vươn tới những vì sao và đạt được cái vì sao lớn nhất, to nhất. Và vì sao này có tới 6 cánh lận ha. Có nghĩa là bạn sẽ đạt được cái tình yêu mà bạn mong muốn, một cái tình yêu diệu kỳ. Bạn đạt được những cái phước màu mà vũ trụ mang tới cho bạn. Tình yêu của bạn có sự tỏa sáng rực rỡ ở đây ha, như những bông hoa hướng dương. Và đồng thời sẽ trái tim của bạn sẽ được có một lần gọi là phát sáng trở lại. Cho nên đừng gục ngã nha, hãy tự tin, vì cuộc sống của bạn sẽ có sự thay đổi biến chuyển. Mọi thứ nó sẽ dần phát triển tốt đẹp hơn mà thôi. Ăn thua là bạn phải có một cái tầm nhìn, một cái tư duy tích cực và có niềm tin và ơn trên và phép màu ha. Thì cuộc sống của bạn sẽ có khả năng vươn tới cái sự may mắn, vươn tới cái ước mơ nguyện vọng của bạn. Bạn biến chúng thành sự thật ở đây. Và bạn cần phải biết cân bằng lại mọi cảm xúc trong cuộc sống của bạn ha. Hãy có một cái hướng đi rõ ràng hơn cho tương lai của bạn trong giai đoạn này. Tạm thời hãy lui về chăm sóc bản thân, ước mơ, nguyện vọng và cái sức sống của bản thân mình trước đã. Và phát triển những cái kiến thức, cái tài năng, cái trí tuệ của bạn. Những cái khả năng thiên phẩm, thiên phú mà vũ trụ mang đến cho bạn ha. Mình thấy bạn có một cái sự bung tỏa những cái tiềm năng mới, bung tỏa những cái năng lực mới của bạn. Và bạn đang nhận được cái sức mạnh từ vũ trụ nè. Và bạn là một người có khả năng thiên biến vạn hóa, có khả năng biến mọi thứ không thể thành có thể. Mọi thứ nó rất là diệu kỳ trong cuộc sống của bạn
Và bạn sẽ tiêu trừ được cái con rắn, cái sự độc địa, cái sự gọi là ám ảnh hoặc là cái nỗi đau trong bên trong bạn ha. Và cuộc sống của bạn mình thấy là sẽ đến lúc mọi thứ nó sẽ có sự hài hòa hơn, không còn bấp bênh, không còn lận đận nữa ha. Và cái sự sáng tạo của bạn nó có một cái sức mạnh vô tận ở đây nè, nó tuôn trào, nó rất là mãnh liệt và dữ dội, giống như ngọn sóng vậy đó. Giai đoạn này là giai đoạn bạn phải suy nghĩ tích cực, hướng về những cái điều tốt đẹp bạn mong muốn, thì có bạn có khả năng đạt được cái điều đó, giống như là bạn cầu nguyện với sao băng vậy đó ha. Và hiện tại vũ trụ muốn bạn hãy tập trung vào tiền bạc tài chính nhiều hơn nè. Tập trung vào cái ước mơ, giá trị cốt lõi bên trong bạn. Vì giai đoạn này á, bạn có khả năng sẽ tạo ra được cái nguồn tài chính vô cùng sung túc, đủ đầy, viên mãn, hạnh phúc và trọn vẹn ở đây. Bạn sẽ ngày càng có một cái sự tỏa sáng hơn, bạn nâng cấp bản thân bạn hơn, và bạn có một cái sự được ơn trên chữa lành cái luân xa gốc cho bạn. Bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn, cảm thấy cuộc sống của mình không lẻ loi, không đơn độc nữa, không trống trải nữa, vì bạn đã thực sự biết yêu thương bản thân của mình. Cuộc sống của bạn đang có những cái sự chuyển hóa và bạn đang được bảo vệ ha, giống như đang có sự bao bọc xung quanh chú gấu này vậy đó. Luôn có người hỗ trợ nâng đỡ cho bạn, đặc biệt là thần thánh luôn ở bên bạn, rất là đông ở đây chứ không phải là chỉ có mình bạn đâu nha. Và bạn sẽ phát triển những cái tiềm năng mới, cái những cái độc đáo, những cái màu sắc mới của bạn, giống như những chú bướm này đó, có sự tung bay và tỏa sáng rực rỡ. Đồng thời các bạn hãy nuôi dưỡng cái sự điềm tĩnh bên trong bạn và biết cách nhìn nhận vấn đề một cách khéo léo, tỉ mỉ và cẩn trọng. Thì bạn sẽ đạt được cái nguồn nước dồi dào này ha, đạt được cái phép màu ơn trên đem đến cho bạn. Bạn sẽ tìm thấy cái sự bình yên cho bản thân của mình và hãy trở nên gọi là khôn ngoan và tinh tế và nhanh nhạy. Và khi mà bạn biết dành thời gian ra ngoài không gian thiên nhiên, nuôi dưỡng tinh thần, thể chất của bạn, thì lúc đó cuộc sống của bạn, tinh thần của bạn có một cái sự mới mẻ hơn, hào quang hơn. Bạn có khả năng sẽ tỏa sáng hơn và bạn trở nên được nhiều người biết tới hơn, hoặc là công việc của bạn nó đạt được cái sự thắng lợi lớn, vinh quang được mở ra ở đây. Nếu vượt qua những khó khăn thử thách mà bạn vẫn có niềm tin vào ơn trên, và bạn biết là những thử thách đó đem đến cho bạn những cơ hội hoặc là giúp cho bạn có sự chu rèn mạnh mẽ tinh thần của bạn hơn, thì may mắn nó càng đến với bạn nhanh chóng hơn nữa ha. Và điều bạn mong muốn sẽ trở thành sự thật. Đó là gì? Đó là một cái mái ấm gia đình 10 ly trọn vẹn hạnh phúc ở đây ha. Bạn sẽ có một cuộc sống đủ đầy với một người chồng yêu thương bạn hoặc là một người vợ yêu thương bạn, và có hai đứa con rất là xinh xắn, đặc biệt có khả năng là đứa con gái đầu lòng ha, và đứa con trai nhỏ bé ở đây. Đồng thời cuộc sống của bạn sẽ trở nên yên bình hơn, thoải mái vô tư, và các bạn yêu nhau một cách vô điều kiện, và các bạn sẽ tận hưởng cái sự lãng mạn ngọt ngào trong tình yêu này, cái sự dịu dàng êm ấm trong tình yêu này ha. Có khả năng một số bạn là sau khi vượt qua được cái giai đoạn khó chịu trong tình cảm thì có khả năng là bạn sắp đi đến hôn nhân rồi đó ha. Có khả năng đây là cái bước cuối cùng, cái bài học cuối cùng mà bạn phải vượt qua, cho nên hãy mạnh mẽ vì bạn sẽ giành được chiến thắng mà thôi. Nhưng mà bạn phải vươn lên, vượt qua nghịch cảnh và với tới cái vì sao này và chộp lấy nó, thì bạn sẽ đạt được ý nguyện của bạn nha. Các lá bài rất là đẹp dành cho bạn ha, một cái sự xoa dịu, một cái sự an ủi từ vũ trụ và cái món quà vũ trụ đem đến cho bạn, cho nên đừng có buồn bã trong giai đoạn này. Mọi thứ chỉ là cái bước đệm để mang đến một cái mái ấm gia đình hạnh phúc như bạn mong muốn mà thôi. Vũ trụ đang làm tất cả những điều có thể cho cuộc sống của bạn hạnh phúc sau này ha. Nếu không có những cái vấn đề xảy ra trong giai đoạn này thì bạn sẽ khó có thể có được hạnh phúc trọn vẹn như ý bạn mong muốn đó.
hãy luôn tích cực, mạnh mẽ và vươn cao hướng về ánh mặt trời giống như bông hoa hướng dương này. Và luôn trong một cái trái tim rạng ngời ở đây. Thì cuộc sống của bạn nó sẽ phản ánh ra bên ngoài cuộc sống của bạn có một cái sự tươi vui, hạnh phúc và lạc quan hơn rất là nhiều. Và đôi khi mà bạn đã đạt được những điều này, bạn nhìn lại, bạn thật cảm nhận được đây chính thật sự chính là những cái phước lành, những cái phép màu diệu kỳ trong cuộc sống của bạn, và bạn ngày càng có một cái niềm tin tưởng gắn chặt với vũ trụ nhiều hơn nữa. Và vũ trụ muốn nói với bạn rằng Ngài yêu thương bạn rất là nhiều. Bây giờ là thời điểm bạn nên tập trung vào sự nghiệp tài chính đi ha. Còn tình yêu thì để qua một bên đi. Vì hiện tại thì dù cho bạn có cố gắng nhiều đến thế nào đi nữa thì mọi thứ nó cũng sẽ không thể nào diễn tiến một cách gọi là thuận lợi được. Mà hãy tập trung vào bản thân mình trước, xây dựng cái sự vững mạnh trong tinh thần và tiền bạc tài chính của bạn, sự nghiệp của bạn, thì mọi thứ nó sẽ có sự biến chuyển ở đây ha, đem đến những cái giá trị tích cực, sự chiến thắng, sự gọi là vinh quang trong cuộc sống của bạn ha. Có một số bạn chọn luôn tụ 1, tụ 2 ha. Nhưng mà tụ 1 thì nói về công việc nó rõ hơn, tụ 2 thì nói về tình yêu. Khi mà bạn cảm thấy lạc lõng, thiếu tự tin hoặc là cảm giác đang ở trong một cái sự gọi là mất phương hướng, thì vũ trụ muốn nói với bạn rằng những điều đó có thể sẽ giúp bạn tìm thấy được chính mình. Hãy trân trọng những khoảnh khắc diễn ra như thế này. Và hãy tin tưởng rằng tất cả đều đang gọi là diễn tiến tốt cho cuộc sống của bạn. Bạn đang ở chính xác cái nơi bạn cần đến rồi. Ngay cả khi bạn không ý thức về nó, ngay cả khi bạn không biết tất cả câu trả lời, nhưng bạn hãy gọi là tiếp tục tiến lên. Đừng có một cái sự do dự bỏ cuộc ha. Tiến lên với một trái tim rộng mở. Làm những gì mà mình cảm thấy đúng. Và lắng nghe cái trái tim mách bảo của bạn. Thay vì bị mất tinh thần trong lúc này, thì hãy ăn mừng rằng bạn đang mở rộng và phát triển với những bước tiến nhảy vọt trong cuộc sống của bạn. Hãy chữa lành và hàn gắn và giải phóng những cái điều tiêu cực ra khỏi cuộc sống của bạn đi. Đã đến lúc bạn phải buông bỏ quá khứ và bắt đầu một cái chu kỳ mới trong cuộc sống của mình rồi. Một sự thay đổi chân thành đang ở phía trước. Đã đến lúc bạn chữa lành vết thương cũ với mọi người và hoàn cảnh. Đã đến lúc phải tha thứ và buông bỏ quá khứ ha. Hãy làm bất cứ điều gì bạn cần làm để sửa đổi, và sau đó hãy để mọi chuyện nó trôi qua theo thời gian. Và chữa lành những cái rạn nứt trong chính bạn. Đồng thời khi mà bạn chữa lành bản thân của bạn thì bạn có thêm nhiều kinh nghiệm để có thể chữa lành cho những người khác nữa ha. Và hãy thực hiện điều đó ngay bây giờ. Bạn không cần thiết phải mang những cái lỗi lầm này, hoặc là những cái sự gọi là khó chịu, những cái sự gọi là tổn thương bên mình bạn nữa ha. Và lá bài này khuyên các bạn hãy trả lời cuộc gọi ha. Bạn đã được ơn kêu gọi từ vũ trụ. Cuộc hành trình thiêng liêng luôn bắt đầu bằng một lời kêu gọi. Bạn có thể cảm thấy sẵn sàng, hoặc là bạn có thể không chắc chắn và không sẵn sàng. Nhưng mà khi nhà bạn nhận được cái cuộc gọi, bạn phải trả lời. Nếu bạn chờ đợi cuộc sống của bạn thì cái sự chờ đợi đã kết thúc rồi. Cuộc sống đích thực của bạn đang diễn ra. Nếu bạn đã hy vọng vào một dấu hiệu thì đây chính là nó. Ngay bây giờ bạn đã được vũ trụ mở cái cánh cổng cho bạn có thể gọi là kết nối với thiên đàng.
Năng lượng của lòng dũng cảm bao quanh bạn và bạn có thể không biết tương lai mang lại điều gì, nhưng bạn biết rằng bây giờ đã đến lúc để hành động và tiến về phía trước. Mình thấy ở đây cũng mang một ý nghĩa, một số bạn các bạn có sự rời bỏ công việc cũ, đang loay hoay tìm kiếm công việc mới, thì hãy có niềm tin vào bản thân của bạn và cố gắng phát triển cái nội tâm ý chí của bạn, cái nội lực của bạn, phát triển những cái khả năng mà vũ trụ đem đến cho bạn. Hãy có sự ôm trọn những cái phẩm chất, phẩm giá tốt đẹp của bạn và luôn có một cái sự gọi là cố gắng, nỗ lực, vì bạn có khả năng sáng tạo, có khả năng tạo ra những điều mà bạn ước muốn trở thành sự thật. Nếu mà bạn tập trung và bạn phát triển thì có khả năng bạn sẽ thành công, nhận được cơ hội công việc mới. Cơ hội này đem đến cho bạn cái niềm vui, niềm hạnh phúc, có sự tột độ ở đây ha. Và bạn sẽ có cơ hội nhận được cái phần thưởng, đó là cái dòng tiền có sự gọi là kiên cố, vững bền và luôn có một sự gọi là tuôn tràn trong cuộc sống của bạn. Thì nó cũng có khả năng là mang một cái ý nghĩa về cái công việc giành chiến thắng thuận lợi và nó đạt được cái sự gọi là hài lòng, viên mãn đối với bạn đó. Cho nên hãy tích cực hướng về phía trước. Và bạn sẽ giành được chiến thắng trong những cuộc phỏng vấn hoặc là trước những cái thử thách trong cuộc sống của bạn. Và đừng để những cái lời khích bác, những cái sự gọi là khen chê của người khác ảnh hưởng đến tinh thần của bạn trong lúc này. Không có để những cái sự dao động này ảnh hưởng đến bạn. Bạn cần phải biết tập trung và hướng cái mục tiêu của bạn đến những cái vì sao, đến những cái ước mơ, thì bạn sẽ có thể chạm lấy được điều đó ha. Bạn có khả năng tạo ra được những cái điều gọi là rất là phi thường ở đây. Nên hãy có niềm tin vững vàng vào bản thân của bạn nha. Và cuộc gọi này thì có khả năng đây chính là cuộc gọi từ công ty mà bạn sẽ được nhận vào làm. Cuộc gọi kêu đi làm, đi phỏng vấn chẳng hạn, thì hãy trả lời cuộc gọi nha. Và lá bài này cho thấy rằng bạn không nhất thiết phải làm tất cả mọi thứ một mình. Những thiên thần đang gợi ý cho bạn thử tìm kiếm cho bản thân một trợ lý từ những người xung quanh bằng cách cho phép người khác giúp đỡ bạn. Bạn sẽ nâng cao những cơ hội đến với thành công của mình, cũng như những kế hoạch của bạn sẽ bắt đầu tiến lên phía trước. Sự giúp đỡ mà bạn nhận được cũng có thể bao gồm cả những thông tin quan trọng có được bởi cái vốn hiểu biết cá nhân của mình. Sự căng thẳng của việc ôm đồm quá nhiều thứ có thể tạo ra những cái thử thách về thể chất lẫn về tinh thần cho bạn. Hãy ở bên cạnh bạn bè và gia đình của mình, những người luôn sẵn sàng giúp bạn làm nhẹ đi những gánh nặng, và từ đó bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất là nhiều ha. Và đồng thời hãy cầu xin sự giúp đỡ từ ơn trên, từ thiên thần vũ trụ có đấng màu thiên liêng, các ngài luôn ở bên bạn, bảo vệ bạn, giúp đỡ bạn ha, đồng hành với bạn. Đừng quên các ngài bạn nha. Và đây chưa phải là lúc thích hợp cho những điều mà bạn yêu cầu. Câu trả lời không hẳn là không, nhưng mà chỉ là chưa thôi ha. Hãy kiên nhẫn. Những thiên thần sẽ cho bạn dấu hiệu về cái thời điểm hoàn hảo ấy. Và cái việc mà bạn cố gắng vận dụng trí óc để có được cái câu trả lời cho cái mối bận tâm của bạn trong trường hợp này là không thể mang đến thành công. Bởi vì những giải pháp mà bạn đang tìm kiếm trong trường hợp này chỉ có thể được tìm thấy thông qua cái sự suy ngẫm, thiền định hoặc những hoạt động mang tính tâm linh. Bạn cũng có thể nhìn thấu được những điều bên trong sự vật đó thông qua những giấc mơ và ban đêm. Đây là lúc tiềm thức sẽ tạo ra cho bạn những giải pháp mà nó sẽ không hề hiện diện khi bạn tỉnh táo. Và khi mà bạn dành thời gian một mình suy ngẫm, tĩnh lặng và cầu nguyện cùng với ân trên, thì bạn sẽ được vũ trụ lan tỏa cái ánh sáng, sự hào quang, năng lượng chữa lành đến với cuộc sống của bạn và mang đến cái câu trả lời cho bạn ha. Những cái vướng mắc của bạn sẽ được giải đáp. Và vũ trụ sẽ tỏa cái năng lượng ấm áp để sưởi ấm cuộc đời của bạn nữa. Các bạn tụ 2 này thì thường thấy con số 111, 222, 555 lắm nha.
rất là liên kết con số 13. Thì nó cũng giống như trong bộ bài cái lá Dead á. Một cái sự chết đi của những điều cũ để chuyển hóa sang những cái hướng mới tốt đẹp hơn. Rất là liên kết với những ý nghĩa trong đây luôn ha. Wow, nãy mình nói gì, con số 22 thì bây giờ 222 lập tức xuất hiện nè. Và vũ trụ muốn nói với bạn rằng bạn sắp nhận được món quà từ ngài rồi ha. Thì cái đời sống thực vật mà tồn tại trong môi trường sa mạc á, thì được bảo vệ tốt, cứng cáp và mọng nước, ngay cả khi nó nhận được ít hoặc không có nước luôn. Ví dụ như xương rồng thì bất chấp những điều kiện bên ngoài, sự sống đặc biệt vẫn có thể hình thành và phát triển. Hãy cứng rắn, dũng cảm và dám ước mơ dù trong hoàn cảnh nào. Nó có vẻ là một cái khoảng thời gian khó khăn, nhưng không chỉ sẽ giúp cho bạn có thể tồn tại mà bạn sẽ có thể phát triển nữa đó. Bất chấp cho điều kiện như thế nào thì bạn sẽ thành công. Và bạn đang ở trong giai đoạn gọi là có một cái bài kiểm tra về niềm tin và lòng dũng cảm. Đôi khi vũ trụ sẽ thử xem bạn tin tưởng vào ngài đến mức nào và bạn có dũng cảm vượt qua được cái thử thách này hay không. Và khi mà bạn vượt qua được nó rồi thì những giấc mơ quý giá nhất của bạn sẽ có khả năng thể hiện, khả năng trở thành sự thật như một phép màu diệu kỳ đến với cuộc sống của bạn. Cho nên hãy vững vàng vượt qua cái bài test này nha. Vũ trụ chỉ thử bạn thôi, xem bạn thế nào thôi. Đôi khi một số bạn trong tình yêu hoặc là một số bạn đang có công việc tốt chẳng hạn, hoặc là cuộc sống đang có một cái sự màu hồng, tự nhiên có những cái giai đoạn cảm thấy khá là buồn bã, chán chường, chạm đáy nỗi đau gì đó, thì đây chính là cái bài test. Bài test để cho bạn vượt qua được cái đề test này là bạn sẽ đi đến được cái hạnh phúc viên mãn tròn đầy mà bạn mong muốn ha. Hãy mạnh mẽ lên. Và vũ trụ yêu cầu bạn nhìn vào cái hình ảnh phản chiếu của mình trong các sự kiện của cuộc đời bạn. Và ngài cho bạn khả năng nhìn thấy vẻ đẹp đã biến cuộc đời của bạn từ không khoan nhượng thành trí tuệ ha. Và ngài cho bạn biết rằng đã đến lúc phải đi vào bên trong bản thân của mình và tìm kiếm cái câu trả lời bằng chính trực giác của mình. Đừng tìm những thứ bề ngoài ha, đừng nhìn ra bên ngoài để tìm kiếm câu trả lời ngay bây giờ. Sức mạnh thực sự nằm trong cái sự tĩnh lặng ở bên trong bạn. Bây giờ là cái thời điểm để bạn thiền và cầu xin sự giúp đỡ từ thần thánh rồi ha. Cầu xin một cái dấu hiệu từ các ngài. Và sức mạnh của sự nhận thức tâm linh vốn có ở trong bạn. Bạn có trực giác rất là mạnh mẽ ở đây. Và trực giác của bạn sẽ giúp bạn đi sâu vào và tìm ra được cái câu trả lời mà bạn đang mỏi mòn tìm kiếm. Và đây cũng là một lời nhắc nhở để có thời gian biến ý tưởng thành hiện thực. Và vũ trụ muốn nói với bạn rằng thời điểm này là thời điểm để bạn dừng lại, tập trung và lập kế hoạch và cái sự bình yên trong khoảnh khắc này. Hãy kiên nhẫn và tĩnh lặng. Hãy thư giãn. Kiên nhẫn là chìa khóa để trở thành một cái sự tích cực cho cuộc sống của bạn. Và vũ trụ yêu cầu bạn hãy giảm tốc độ, ngồi lại và tận hưởng những cái giá trị giản đơn trong cuộc sống của bạn. Giống như xem một bông hoa đang nở, hoặc là xem chim chóc đang hót ha. Hoặc là nhìn mây trời. Đây không phải là lúc để buộc tóc bất đạt nha. Và đồng thời vũ trụ muốn nói với bạn rằng bạn đã làm tất cả những gì có thể vào lúc này ha. Bạn đã làm tốt rồi và đã đến lúc để thư giãn và cho phép câu chuyện của bạn được mở ra theo cách riêng của nó. Bạn được quyền nghỉ ngơi và thư giãn rồi đó ha. Bạn đã cố rồi, đã cố hết sức rồi. Những ý tưởng tuyệt vời sẽ đến khi mà bạn dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân của bạn.
Và vũ trụ muốn gọi là nói với bạn rằng thì đang có một cái sự khởi đầu của một mối quan hệ lãng mạn mới, hoặc có thể là một cái sự sâu đậm hơn trong tình yêu hiện tại của bạn. Hãy mở rộng trái tim và biết rằng bạn xứng đáng có được cái chiều sâu của tình yêu, và có thể khuấy động tâm hồn bạn và lấp đầy cuộc sống của bạn bằng cái sự đồng hành và có những cái mục tiêu tốt đẹp ở đây. Và cũng có khả năng ở đây cái năng lượng nam tính họ sẽ đến để yêu thương các bạn nữ hơn. Hoặc là các bạn ở đây á, thì có khả năng các bạn sẽ tử tế với chính mình hơn ha. Nhìn vào tất cả những cách mà bạn có thể mang lại nhiều tình yêu hơn cho cuộc sống của bạn và cuộc sống của những người xung quanh bạn. Một lời nói tử tế, một cái ôm dịu dàng, tiếng cười chia sẻ, tất cả những điều này sẽ làm tăng cái rung động của tình yêu và bên trong và xung quanh bạn ha. Và có khả năng một người mang năng lượng nam, họ sẽ đến giúp đỡ về cái công việc của bạn, họ hỗ trợ, họ nâng đỡ, họ chia sẻ kinh nghiệm cho bạn chẳng hạn ha. Có khả năng đây là một quý nhân của bạn trong công việc. Và ánh sáng của các thiên thần đang lan tỏa vào trong cuộc sống của bạn ha. Bạn đang có một cái sự kết nối mạnh mẽ với các ngài trong thời điểm này. Và các thiên thần đang ban cho bạn một cái nguồn cảm hứng vô cùng quý giá để bạn có thể thực hiện một số dự án sáng tạo. Hoặc nếu bạn chỉ cần một số ý tưởng mới về cái một số vấn đề cũ của bạn thì thiên thần luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ cho bạn. Và bạn sẽ được kết nối với năng lượng vũ trụ và thông tin Akashic tồn tại xung quanh bạn. Vì vậy bạn hãy cầu xin thiên thần giúp cho bạn bỏ lại bất kỳ những cái sự nhầm lẫn đen tối nào phía sau và mang lại cái sự hiểu biết sâu sắc mà bạn cần vào lúc này. Và ngọn lửa của vũ trụ chắc chắn sẽ thắp sáng cuộc đời của bạn. Đồng thời thì thiên thần sẽ hỗ trợ bạn trong các vấn đề về tình yêu, sự hàn gắn, con cái và các mối quan hệ. Vì vậy hãy cầu nguyện cùng ngài để giúp bạn giải quyết các vấn đề về tình yêu và mối quan hệ của bạn và mang lại các sự chữa lành về thể chất mà bạn mong muốn. Đặc biệt là thiên thần Raphael sẽ lo cái nhiệm vụ này cho bạn. Năng lượng của thiên thần rất là mạnh mẽ và ngài được gọi là người làm phép lạ. Khi bạn nhận được cái thông điệp này thì ngay lập tức bạn hãy biết rằng đã đến lúc bạn mở rộng trái tim và cuộc sống của bạn để đón nhận cái sự hỗ trợ yêu thương của thiên thần Raphael. Phép màu sẽ đến gần hơn là bạn nghĩ đó. Mình thấy các bạn tụ hai ở đây rất là, một số bạn á rất là hay thấy cầu vồng lắm. Thì có nghĩa là ước mơ của bạn sắp trở thành sự thật rồi đó nha. Nhưng mà bạn cũng phải vượt qua được cái bài test mà vũ trụ mang đến cho bạn mới được. Và vũ trụ đang tiết lộ một cái thời điểm chuyển tiếp lớn bên trong và có thể là bên ngoài cuộc sống của bạn. Bây giờ bạn đang ở một nơi mà bạn có thể biến cuộc sống cũ của mình thành một thứ gì đó hoàn toàn mới. Những kiểu suy nghĩ và hành vi không lành mạnh hiện đã sẵn sàng chuyển sang cái sự cộng hưởng cao hơn nhiều của năng lượng hòa bình, không phán xét. Đối với một số người thì điều này không hơn không kém cơ hội để tái tạo lại chính họ. Và đồng thời, bạn hãy chú ý rằng bạn là một người có khả năng thu hút mạnh mẽ, có khả năng biến ước mơ trở thành sự thật, có khả năng gọi là manifest, hấp dẫn những điều bạn mong muốn đến với cuộc sống của bạn. Những thay đổi nội tâm của bạn bây giờ sẽ gặt hái những kết quả phi thường trong tương lai gần và xa hơn. Vì vậy hãy dành một chút thời gian để hướng nội, lựa chọn một cách có ý thức cái sự lạc quan, tin tưởng và yêu bản thân. Khi bạn thực hiện những thay đổi này, bạn sẽ thấy cuộc sống bên ngoài của bạn cũng biến đổi theo. Có lẽ một mối quan hệ mới hoặc một bước tiến lớn hơn và tốt hơn trong sự nghiệp đang ở phía trước. Và hãy hình ảnh hóa những kết quả tuyệt vời bên ngoài này khi bạn tiếp tục làm việc với quá trình chuyển đổi ý thức và rung động bên trong của bạn. Hãy luôn suy nghĩ tích cực về những điều mà bạn mong muốn trong cuộc sống này. Khi mà bạn làm như vậy, bạn sẽ thấy chu kỳ này chuyển sang một cái sự rộng mở tuyệt vời. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những bạn đã chọn con số 24 ha.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi vũ trụ muốn tâm sự điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 10 mới mẻ này. Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ ba là những người sống rất là thực tế nhưng lại là một người rất là nhân hậu ha. Các bạn vừa có sự lãng mạn, vừa có sự thực tế, vừa có một sự gọi là siêng năng làm việc, lại vừa có sự sáng tạo, chân tình, là một người biết thấu hiểu, là một người biết giúp đỡ, chia sẻ những người xung quanh, và một người có một cái tính cách rất là hào phóng, rất là mẫn cán và rất là tinh tuyền ở đây ha. Đồng thời cuộc sống của bạn thì luôn gắn liền với sự cho đi và nhận lại á. Giống như kiểu là bạn giúp đỡ người khác bằng cái sự tận tâm của bạn thì bạn sẽ được vũ trụ trả công cho bạn bằng nguồn lực, bằng sự hỗ trợ về tinh thần từ những quý nhân đến với bạn hoặc là cơ hội đến với bạn ha. Đồng thời mình thấy trong cuộc sống của bạn, bạn là một người rất là hiếu thảo, rất là thương ba mẹ của mình ha. Thì có khả năng khi mà bạn có một cái sự hiếu thảo như vậy thì vũ trụ sẽ mang đến cho bạn những cái món quà. Đồng thời một số bạn thì bạn là một người hay hoài niệm, hoặc là bạn là một người có tính cách cũng khá là trẻ con ở đây. Mình thấy cuộc sống của bạn luôn gặp được những người quý nhân, đặc biệt là những người mang năng lượng nữ ha. Họ đến, họ sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, tương trợ cho bạn rất là nhiều đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi vũ trụ muốn tâm sự điều gì với các bạn tụ ba trước khi bước vào tháng 10 mới mẻ này. Một số bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3. Mình thấy bạn tụ 3 là những bạn gọi là gom những cái tinh hoa của tụ 1, tụ 2 qua đây. Một số bạn là các bạn chọn luôn 3 tụ để nghe rõ ràng những cái sự chia sẻ của vũ trụ. Các bạn rất là thích được vũ trụ nhắn gửi ha. Thì mình thấy ở đây vũ trụ muốn nói với bạn rằng á, hãy có một cái sự tiết chế chừng mực trong lời ăn tiếng nói trong cuộc sống của bạn. Hãy cố gắng điềm tĩnh hơn, xử lý giải quyết vấn đề một cách khôn khéo hơn ha. Và hãy cố gắng gọi là dành không gian, thời gian riêng để trở nên bình yên, nhẹ nhàng trong cái tinh thần của bạn hơn. Khi mà bạn có cái không gian ở bên ao hồ, sông suối, bên thiên nhiên, cây cỏ thì bạn sẽ có khả năng có những ý tưởng sáng tạo độc đáo hơn rất là nhiều. Đồng thời cái đôi cánh của bạn nó có sự dang rộng hơn ha, bạn mạnh mẽ hơn và bạn trở nên tỏa sáng hơn ha, thuần khiết hơn, và bạn có khả năng tìm ra được cái hướng giải quyết cho cái vấn đề của bạn đó. Đồng thời hãy tin vào cái trực giác của bạn, trực giác của bạn khá là nhạy luôn ha. Mình thấy vũ trụ muốn nói với bạn rằng á, trong cuộc sống của bạn thì những người mang năng lượng nữ như mình nói là có khả năng họ sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều. Và trong cuộc sống của bạn thì bạn nên quan tâm đến ba mẹ của bạn, đặc biệt là mẹ của bạn. Mẹ bạn là một người có một cái sự quan tâm, yêu thương, bảo bọc, che chở và có sự dung dưỡng ở đây ha. Mẹ bạn luôn đồng hành, luôn kề vai sát cánh với bạn trên hành trình của bạn. Trên mỗi bước đi của bạn, mẹ bạn đều có sự lưu tâm và theo dõi quan sát để hỗ trợ tinh thần cho bạn.
À, đồng thời các bạn trong giai đoạn này thì vũ trụ muốn nói với bạn rằng hãy dành thời gian để họp mặt gia đình, bạn bè, liên kết với mọi người để bạn có thể tìm thấy cái niềm hạnh phúc, cái sự bình yên, cái sự vui vẻ trong cuộc sống của bạn hơn. À, bạn không lẻ loi một mình đâu, bạn luôn có cả một cái cộng đồng hoặc là luôn có cả những người xung quanh thân thương cùng tần số năng lượng luôn chia sẻ yêu thương và bảo bọc cho bạn ha, nâng đỡ tinh thần cho bạn. Đồng thời thì vũ trụ muốn nói với bạn rằng thì bạn đang thu hút được những đối tượng tiềm năng, đang thu hút được những cái đồng minh, những người họ đến, họ giúp cho bạn tìm thấy được cái hướng đi hoặc là cùng hỗ trợ, cùng hợp tác với bạn để phát triển cuộc sống của bạn ha. Mình thấy đối với những bạn mà các bạn kinh doanh đó ha, làm trong lĩnh vực ăn uống hoặc là những cái lĩnh vực nào đó ha, bất kể thì công việc của bạn nó có sự gọi là suôn sẻ, thuận lợi hơn, đạt được cái sự thắng lợi, thành công viên mãn. Và đồng thời mình thấy là các bạn sẽ có sự ăn mừng chiến thắng ở đây nha. Sẽ có những cái phút giây được hội họp gia đình của mình và khao mọi người một cái bữa ăn hoành tráng bằng những cái đồng tiền mà bạn làm nên, bằng những cái nguồn lợi nhuận mà bạn có được. Đồng thời mình thấy thì vũ trụ muốn nói với bạn rằng trên cái hành trình mà bạn phát triển cuộc sống của bạn thì bạn sẽ có tình yêu. Một số bạn thì tình yêu sẽ xuất hiện, có khả năng tình yêu của bạn sẽ xuất hiện khi mà bạn được mọi người, được gia đình giới thiệu nè, có khả năng một người mang năng lượng nữ hay là mẹ bạn và một người dì nào đó của bạn lớn tuổi rồi làm mai cho bạn nha. Và có khả năng là bạn sẽ quen qua môi trường bạn bè, môi trường hợp tác gì đó hoặc là đối tác kinh doanh gì đó, thì nói chung là tình yêu sẽ mở cửa trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, vũ trụ muốn nói với bạn rằng yêu thì ra yêu, làm thì ra làm, phải có sự cân bằng ở đây, đừng có một cái sự gọi là để chuyện tình cảm lứa đôi ảnh hưởng đến công việc không tốt ha. Và nếu như cuộc sống của bạn bạn đang có những vấn đề về sức khỏe đi nữa thì hãy chọn những liệu pháp đến từ thiên nhiên, sẽ rất là hữu dụng cho bạn. Và đặc biệt những người thầy chữa bệnh, cái người mang năng lượng nữ á, họ sẽ giúp ích được cho bạn rất là nhiều ha, chia sẻ kinh nghiệm và là nâng đỡ tinh thần cho bạn. Và bạn là một người đang thu hút cái sự dồi dào, thịnh vượng, cái sự phong phú, trù phú đến với cuộc sống của bạn ha. Và bạn được khuyến khích là hãy liên kết với đất mẹ, với thiên nhiên nhiều hơn ha. Hãy hít thở không khí trong lành, hãy chạm vào cây cỏ, hãy có một cái sự tận hưởng những kỳ quan mà vũ trụ đem đến cuộc sống này, để có một cái sự gọi là biết ơn về cái sự giàu có mà vũ trụ đem đến cuộc sống của bạn. Khi mà bạn biết ơn như vậy thì bạn có khả năng gọi là phản chiếu những cái điều đó ra bên ngoài cuộc sống của bạn, để cuộc sống của bạn đạt được cái sự may mắn, cái sự gọi là phước lành, phồn vinh, tài lộc như ý bạn mong muốn nha. Và vũ trụ muốn nói rằng có khả năng sẽ có nhiều đối tượng đối với bạn. Tuy nhiên hãy chọn một người mà có sự thấu hiểu, một người mà có cùng quan điểm lối sống với bạn, và hai bên cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ, nâng đỡ nhau phát triển thành công trong cuộc sống, thì hãy chọn cái đối tượng đó. Đồng thời một số bạn nếu mà trong chuyện tình cảm của bạn có vấn đề và bạn vẫn còn muốn hàn gắn chữa lành với cái người đó thì có khả năng sẽ có cái sự sum họp đoàn tụ ở đây, sự tái hợp ở đây, và người cũ sẽ quay về nếu mà bạn còn chấp nhận. Và hai bạn sẽ có một sự cân bằng trong việc cho đi và nhận lại, các bạn có sự tiết chế trong cái cách ứng xử với nhau và có sự trân trọng nhau, thấu hiểu nhau hơn ha. Đặc biệt cái người mang năng lượng nam là người sẽ hành động cho cái mối quan hệ này đó. Và có khả năng là sẽ đi đến một cái kết viên mãn hạnh phúc nha, được ra mắt mọi người, gia đình, công khai, bạn bè, đi đến hôn nhân. Một số ít bạn thì đến hôn nhân, một số bạn ở đây mình thấy là các bạn sẽ có tin tức vui về con cái nha. Nếu bạn đang có sự trông ngóng chờ đợi thì cái niềm vui đó sẽ đến, và có sự gọi là chúc tụng, ngợi khen từ những người khác, ăn mừng về cái điều may mắn, điều vui vẻ này ha. Mình thấy các bạn ở đây là thuộc kiểu gọi là song hỷ lâm môn đó nha. Có tất cả mọi thứ. Nếu mà bạn luôn tích cực và lạc quan và luôn có một cái tâm thái bình yên, giúp đỡ, sẵn sàng gọi là cống hiến phục vụ, và có một cái sự tin tưởng trong cuộc sống, thì bạn gặt hái được cái điều mà bạn mong muốn.
Và mình nói cái sự ngẫu nhiên này không phải là do các bạn chọn nhiều tụ là nó giống nhau như vậy, nhưng mà đây chính là một cái sự gọi là không phải là tình cờ, không phải là ngẫu nhiên mà có sự sắp đặt từ ơn trên nha. Và đây là những cái thông điệp mà bạn cần phải nghe. Vì các bạn ở đây, các bạn có một cái sự cộng hưởng năng lượng với tất cả mọi người ở đây á, thì có khả năng khi mà các bạn mang một cái năng lượng tích cực và cùng chung chí hướng với mọi người, các bạn có khả năng đạt được cái điều này ha. Còn những bạn nào không tin tưởng, các bạn rời rạc, các bạn chờ đợi, các bạn không hành động gì hết ha, thì không có chuyện gì xảy ra hết. Và phép màu chỉ đến với những người có niềm tin và có hành động thôi ha. Có thể có một cái sự tắc nghẽn trong cuộc sống của bạn ha. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có tất cả các nguồn lực bên trong, không chỉ là để vượt qua khó khăn khác nhau mà còn để phát triển mạnh mẽ nhờ đó. Bất kể trở ngại là gì, bạn đang tích lũy cái sức mạnh nội tại của mình để vượt qua nó. Nếu có một giấc mơ mà bạn mong muốn từ lâu rồi, thì hãy biết rằng bạn có tất cả các kỹ năng bên trong để vượt qua mọi trở ngại ngăn cản bạn đạt được cái mục tiêu này. Hãy sử dụng bất kỳ trở ngại nào làm bàn đạp để đạt được cái thành tựu to lớn và thành công trong cuộc sống của bạn ha. Và khi mà bạn nhìn lại á, thì bạn sẽ thấy rằng nhiều cái món quà bên trong đã phát triển trong cái thời gian này nè. Đây là cái thời điểm mạnh mẽ để phát triển sức mạnh bên trong và cái sự rèn luyện của bạn đó. Đã đến lúc chữa lành vết thương cũ với mọi người và hoàn cảnh rồi. Đã đến lúc phải tha thứ và buông bỏ quá khứ. Hãy làm bất cứ điều gì bạn cần làm để sửa đổi và sau đó hãy để mọi thứ trôi qua ha. Nếu có bất cứ điều gì mà bạn chưa được giải quyết trong cuộc sống của bạn, hãy thực hiện các bước để khôi phục và làm hòa ở đây. Chữa lành những rạn nứt trong chính bạn, giúp những người khác đi qua cái cuộc sống này bằng cái sự khuyên nhủ của bạn, bằng kinh nghiệm, sự chia sẻ của bạn ha. Vì bạn là một người có khả năng chữa lành cho người khác á. Bạn là một người có khả năng chữa lành cho chính bản thân mình, rồi bạn dựa vào kinh nghiệm của mình là chữa lành cho những người khác. Và một số bạn, các bạn có sứ mệnh nha. Sứ mệnh thiêng liêng. Và bạn, một số bạn đang làm rất là tốt rồi ha. Và vũ trụ có sự khen ngợi các bạn đó. Và vũ trụ muốn nói với bạn rằng hãy lùi lại, bổ sung nguồn lực bên trong bạn, ươm mầm những ý tưởng của bạn cho tương lai, tái tạo năng lượng của bạn. Làm bất cứ điều gì bạn cần làm để chăm sóc cho bản thân, hoặc là sửa chữa các đồ vật trong ngôi nhà của bạn chẳng hạn ha. Và có khả năng là hàn gắn các mối quan hệ nữa. Bảo vệ bạn khỏi những thế lực bên ngoài kém tích cực. Hãy có một cái sự rõ ràng ở đây ha. Bạn đang chuẩn bị cho một cái loại năng lượng hồi xuân trong cuộc sống của mình. Nhưng hãy quan tâm đến các chi tiết và tạo nền tảng ngay bây giờ. Và đồng thời các bạn được khuyến khích nhắc nhở cái tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe, chăm sóc cơ thể và sức khỏe của bạn. Theo dõi những giấc mơ của bạn để có những hiểu biết sâu sắc về tương lai. Và sửa chữa bất cứ điều gì cần phải sửa chữa trong cuộc sống của bạn. Một số bạn thì có vẻ như là chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi mùa sao thủy nghịch hành, cho nên là tất cả những cái gốc rễ, những cái nỗi sợ hãi, những cái nỗi buồn trong quá khứ nó lại khơi dậy một lần nữa, nó khiến cho một số bạn có sự vật vã ở đây ha. Đây là cái thời điểm để các bạn cố gắng vượt qua được những cái điều đó và buông bỏ những cái cũ này đi ha. Và vũ trụ đang gọi là có sự động viên khuyến khích các bạn. Và những thử thách mà bạn đang gặp phải sắp đến hồi kết thúc rồi. Những xung đột sẽ dừng lại và mau chóng được thay thế bởi sự hòa bình.
sẽ có sự xuất hiện của trạng thái yên bình trong tất cả ngóc ngách của câu chuyện. Sự bất đồng sẽ được dựa trên quyết định về sự thuận ý của bạn. Chuyện này có thể bao gồm những khó khăn với nhân viên, cuộc chiến về mặt pháp luật, sự phân xử, thậm chí có thể là sự bất hòa giữa các thành viên trong gia đình hoặc là bạn bè. Hãy sẵn lòng thấu hiểu và tha thứ cho những người mà bạn và họ đang có sự trục trặc trong cuộc sống. Với sự khoan dung và tự trọng, đây chính là lúc bạn cần mang đến cái sự yên bình cho tất cả mọi người ha. Và đã đến lúc bạn lựa chọn cho bản thân một hướng đi mới. Hoàn cảnh hiện tại của bạn có thể sẽ khiến bạn cảm thấy rằng bản thân không đạt được những điều mình mong muốn, hoặc là trái tim bạn đang chìm trong sự tổn thương nặng nề. Bạn hãy biết rằng thế giới ngoài kia có nhiều thứ tốt hơn cho bạn, và bạn đã chần chừ quá lâu để đi theo chỉ dẫn của những thiên thần. Hãy đưa ra quyết định có ý thức về việc trở lại thành chính con người của bạn. Hãy tạo ra kế hoạch hành động cho bản thân và thứ mà có thể hướng bạn đến cái mục đích thiêng liêng của cuộc đời mình. Ngay từ bây giờ hãy bắt đầu thực hiện những bước đi đầu tiên hướng đến cuộc sống hạnh phúc hơn. Và cái việc mà bạn cố gắng vận dụng trí óc để có được cái câu trả lời cho cái sự bận tâm của bạn trong trường hợp này là không thể đi đến thành công. Bởi vì những giải pháp mà bạn đang tìm kiếm trong trường hợp này chỉ có thể được tìm thấy thông qua cái sự suy ngẫm, thiền định hoặc là những cái hoạt động mang tính tâm linh. Bạn cũng có thể nhìn thấu được những điều bên trong sự vật đó thông qua những giấc mơ và ban đêm. Đây là lúc mà cái tiềm thức sẽ tạo ra cho bạn những cái giải pháp mà nó không hề hiện diện khi mà bạn tỉnh táo. Một số bạn dạo gần đây chắc hay thấy số 11 lắm ha. Và vũ trụ muốn nói với bạn rằng bạn đang có một cơ hội tốt để biến ước mơ trở thành sự thật. Khi sinh ra, mỗi con người đều được cấp cho cái bản đồ duy nhất với vô số con đường. Bản đồ định mệnh của bạn hiển thị tất cả những nơi bạn định đến, những nơi mà bạn sẽ được thử thách để phát triển thành những khía cạnh cao nhất của bản thân bạn. Bạn hãy nhớ rằng bạn là một chiến binh ánh sáng đi đến trái đất này để trải nghiệm. Như vậy con đường của bạn là duy nhất, và nó cũng phần nào được sắp đặt trước. Và vũ trụ sẽ trả công cho những sự kiện trong cuộc sống của bạn. Dự định sẽ xảy ra và bạn không thể thay đổi. Số phận được chuyển thành định mệnh tùy theo cách bạn phản ứng với hoàn cảnh của mình. Và vũ trụ cung cấp cho bạn khả năng tạo ra những cơ hội tuyệt vời từ trải nghiệm của cuộc sống của bạn. Vì vậy bạn có thể tự do lựa chọn và có sự gọi là ý chí tại một cái thời điểm nhất định trên bản đồ của mình. Bây giờ là một trong những cái thời điểm mà bạn đang đối mặt với một mối quan hệ hoặc hoàn cảnh do kế hoạch, do cái định mệnh của bạn mang đến cho bạn. Cách mà bạn phản hồi với nó thì sẽ dẫn bạn đến cái giai đoạn hoàn hảo nhất trong cuộc sống. Và đồng thời sẽ có một người bạn tâm giao đến chữa lành trái tim bạn và là người bạn đồng hành của bạn. Có lẽ cũng sẽ có những kẻ thách thức hoặc những điều khiến bạn cảm thấy bị khó chịu. Và nó khiến cho bạn phải đối mặt với những cái thứ bên trong bạn, phải thay đổi để bạn thể hiện những điều tốt đẹp nhất của mình. Và vũ trụ đang mang đến cho bạn một cái dự án tuyệt vời ha. Và đồng thời có khả năng là sẽ có những thách thức đến, nhưng mà bạn có thể là vượt qua được cái điều đó. Và vũ trụ muốn nói với bạn rằng sắp có một cuộc gọi điện thoại hoặc thư hoặc email hoặc cuộc trò chuyện cho phép bạn biết cái bước tiếp theo để hướng tới cái điều tốt đẹp nhất của mình, hoặc cho bạn biết rằng bạn đã đến một cái giai đoạn quan trọng trên con đường của mình ha. Và thần linh liên tục đối thoại với bạn ngay lúc này đó. Giống như mỗi lần mà bạn nghe nhạc, hoặc là bạn lướt TikTok, bạn đọc sách, bạn thấy những cái câu từ, câu chữ nào mà nó liên quan tới mình đó, giống như đang nói chuyện với mình đó, đó chính là cái sự gọi là giao tiếp của thần thánh đang có sự gọi tương tác với bạn đó ha. Luôn cởi mở và mong đợi thần thánh nói chuyện với bạn và chỉ cho bạn con đường dẫn đến cái sự thịnh vượng trong mọi khía cạnh của cuộc sống ha.
Và bạn được khuyến khích là hãy cho đi á. Khi mà bạn cho đi, bạn sẽ nhận lại rất là nhiều ha, có một cái sự gia tăng về cái sự dồi dào đến với cuộc sống của bạn. Khi mà bạn biết giúp người, biết làm từ thiện, biết hỗ trợ tinh thần cho người khác. Và đồng thời vũ trụ muốn bạn hãy chú ý đến cái cách mà bạn đối xử với mọi người á, và lưu tâm đến nhận thức của bạn ha, suy nghĩ của bạn. Ngay cả đối với những người có vẻ hơi khốn khó thì cũng hãy đối xử với họ một cách chân tình ha, hãy trân trọng giá trị của họ. Và nếu như bạn thấy những người khác thành công và dồi dào thì bạn hãy hành động như thể là bạn tin rằng họ là một người có sự cống hiến. Bạn hãy có một sự gọi là tuyên dương, rồi khen ngợi và gửi lời chúc phúc đến họ, thì cuộc sống của bạn cũng sẽ có giai đoạn được như vậy. Niềm tin của bạn vào người khác có giá trị lớn hơn những gì bạn có thể hiểu. Điều này nó sẽ giúp cho bạn có khả năng đảm bảo thành công của bạn lâu dài. Khi bạn biết lấy cái thành công của người khác làm cái động lực để bạn phát triển á. Và bạn hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể giữ những gì bạn sẽ cho đi ha. Cho đi là còn mãi cho đi là bạn sẽ mở rộng cái nguồn dòng chảy thịnh vượng, nó có một sự suôn sẻ hanh thông hơn. Và vũ trụ muốn nói với bạn rằng bạn đang tăng cường kết nối với những người có tâm và có tầm ha. Bây giờ là cái thời điểm tốt để tham gia vào các hoạt động sẽ giúp bạn gặp gỡ những người khác theo những cách có ý nghĩa và sâu sắc hơn. Hoặc là tham gia những cộng đồng nào đó giúp cho bạn nâng cao được cái sự tích cực lạc quan bên trong bạn. Và bạn sẽ có khả năng có động lực để tiến về phía trước. Và các kết nối mới mà bạn tạo ra có khả năng mang lại công việc, tình yêu, cơ hội, hạnh phúc và thậm chí là thành công hơn nữa về tài chính trong tương lai. Hãy mở rộng sở thích và kinh nghiệm của bạn. Khi bạn kết nối với những người tốt bụng, tiềm năng của niềm vui sẽ tăng lên trong cuộc sống của bạn, cũng như năng lượng của bạn có một cái sự gọi là nâng cấp hơn nữa ha. Và các bạn đang mở rộng cộng đồng của các bạn đó, hoặc là bạn trở nên thân thiết hơn với một người mà bạn cảm nhận họ là một người sẽ đem đến cho bạn những cái sự tích cực hoặc là những cái sự chia sẻ kinh nghiệm lớn lao. Ở đây cũng có thể có những kết nối mới với những người trong môi trường làm việc hoặc là kinh doanh của bạn. Một đồng nghiệp có thể trở thành một người bạn, một cộng đồng mới có thể sẵn sàng hỗ trợ cho bạn trong cái dự án quan trọng hoặc là thậm chí giúp bạn tiến lên trong sự nghiệp của mình. Đây là những năng lượng quan trọng. Vì vậy, nếu bạn đã quen với việc gọi là cô lập bản thân, hãy thoát ra khỏi con đường của riêng bạn. Cho dù nó là trong cuộc sống cá nhân hay trong công việc của bạn, hãy để bản thân tạo ra những kết nối mới và củng cố những kết nối cũ ngay bây giờ. Đồng thời thì có khả năng là vũ trụ muốn nói với bạn rằng sẽ có những cái buổi tiệc, những cái lễ kỷ niệm nào đó, hãy tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ này nha. Và vũ trụ muốn bạn biết rằng cái dòng sông ân sủng dồi dào và hạnh phúc rộng lớn đang mở ra cho bạn đó. Bản thân bạn có trái tim thiêng liêng ha, một kết nối với tất cả những người khác. Và bạn có năng lượng sáng tạo vô biên. Và cái sức mạnh phi thường này luôn sẵn sàng cho bạn. Cơ hội đang chờ đợi, kết nối tuyệt vời luôn có sẵn cho bạn. Và đồng thời thì ý thức của bạn có khả năng tạo ra được cái kết quả mà bạn mong muốn. Đây là lúc để tập trung năng lượng của bạn vào cái suy nghĩ của bạn bằng cách tạo ra một cái bản đồ kho báu hoặc là cái bản tầm nhìn chứa đầy những hình ảnh tươi sáng, viết ra ý định thu hút rõ ràng hoặc hướng cái thiên thần của bạn thực hiện ý định của bạn đến
thế giới tràn đầy năng lượng. Vũ trụ đang chờ đợi và sẵn sàng đáp lại những cái ước mơ của bạn bằng cách bạn hãy cầu xin, cầu nguyện với các ngài và luôn hành động, nỗ lực, cố gắng và theo sự hướng dẫn các ngài thì vũ trụ sẽ ban cho bạn kết quả mà bạn ước ao ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.